Súng Wilson R2F của hãng Rona Đài Loan. Súng Wilson chuyên sử dụng để phun các sản phẩm nhỏ hoặc phun dặm vá sản phẩm. Súng được thiết kế với các kích thước kim bét là 0.5mm, 0.8mm và 1.0mm. Súng sử dụng cốc nhựa 150ml. Độ bền và độ tơi mịn rất là cao. Súng được sử dụng trong các cái xưởng để phun các sản phẩm nhỏ có bề mặt nhỏ hoặc là dặm vá trên ô tô, xe máy, phun dặm vá trên các sản phẩm khác. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Pico Việt, hotline 0938 010892 hoặc 0988 305 300. Cảm ơn quý khách.